Vâng, em Tuấn Anh Hải Phòng xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Em tên là Tuấn Anh. Thì trong buổi trường ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mà đang bày bán tại cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Mình sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Đấy. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây là một chiếc Kia Morning sản xuất 2011 phiên bản số sàn động cơ 1.0. Chiếc này thì bên em đang chào bán với giá tiền là chỉ có 155 triệu đồng thôi. 155 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning đời 2011 phiên bản số sàn. Đây là một chiếc xe mà đã được nâng lên là form sport rồi anh em nhé. Cản trước, cản sau, la răng tất cả đều lên form sport hết rồi. Bốn bánh đa răng đúc. Cụm đèn pha của chiếc xe thì sáng bóng rất là đều nhau. Đối với chiếc xe này thì máy móc của chiếc xe cực chất luôn. Đấy, anh em nhìn thấy. Cản trước cũng là lên sport rồi, cản sau lên sport. Lên form sport nên là nhìn chiếc xe rất là trường xe anh em nhé. Mà giá tiền thì chỉ có 155 triệu đồng. Một chiếc xe rất là ok. Chiếc xe này thì biển Hà Nội. Biển Hà Nội anh em nhé. Chiếc xe này thì em đã rút hồ sơ rồi. Bốn bánh đa răng đúc, bốn lốp của nó còn tương đối là mới. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 2 năm 2020. Đây là biển số đấy, 29A31234. Mình sẽ đang đi tổng quan tổng thành về chiếc xe này cho quý vị và các bạn cùng xem. Sơn si của chiếc xe thì khá là ok. Bốn bánh đa răng đúc rất là đẹp. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Chiếc xe này thì máy gầm cực chất luôn. Đấy, lên form sport rất là đẹp, rất là trường xe anh em nhé. Gầm bệ của chiếc xe đây rất là chắc chắn luôn. Con này thì em đã test thử rồi, chạy thử rồi rất là ok. Đấy, anh em nhìn thấy lốp lắc của chiếc xe còn rất là mới. Nội thất của chiếc xe rất là ok anh em nhé, rất là đẹp này. Nội thất rất là nội thất da anh em nhé, rất là đẹp. Anh em nhìn thấy đây, anh em nhìn thấy một chiếc Kia Morning đời 2011 phiên bản số sàn động cơ 1.0. Đấy, rất là đẹp, màu lông chuột anh em nhìn thấy. Với giá tiền thì chỉ có trên 100 triệu tí thôi. Anh em đã có một chiếc Kia Morning để đi thì khá là ok. Keo chỉ của chiếc xe thì gần như là zin cả xe anh em nhé. Đấy. Cửa đóng rất là khít luôn. Kích thước lốp dự phòng của chiếc xe. Đây là khoang cốp của chiếc xe anh em này. Lốp dự phòng của chiếc xe đây anh em nhé. Với giá tiền thì rất là hợp lý để cho quý vị và các bạn mua một chiếc Kia Morning đời 2011 phiên bản số sàn để đi thì khá là ok đúng không ạ? Cái xe này thì em cũng chưa rửa ráy gì, cái này thì chỉ cần rửa ráy qua thôi là rất là sạch sẽ rồi đúng không ạ? Đăng kiểm dài, quý vị và các bạn về chỉ việc đi thôi. Xe đã được tích hợp xi nhan trên gương. Xe đã được trang bị màn hình DVD rồi anh em nhé. Đấy, rất là đẹp. Xe được tích hợp xi nhan trên gương này, gương cụp xe. Đấy, đăng kiểm dài. Mình xem phần gầm của chiếc xe. Đấy, gầm bệ của chiếc xe thì rất là chắc chắn và ok nhé. Thì thực ra thì đây là một mẫu Kia Morning xe 5 chỗ rất là rẻ tiền. Anh em có thể đi tránh mưa tránh nắng. Mà cái thứ hai là máy móc của dòng này thì cực là chất luôn. Đấy, anh em nhìn thấy. Rất là ok cho quý vị và các bạn.
Bây giờ mình sẽ đề máy cho quý vị và các bạn xem. Đấy, gương cụp xòe nhé, khi bật chìa khóa lên là sẽ tự động, tự động đề ấy ra. Đối với dòng này thì nó sẽ là qua taxi rồi, nhưng mà chất xe của dòng này thì rất là ok. Đấy anh em ạ. Thực ra thì một chiếc Kia Morning thì anh em biết thừa là tầm tiền này thì là sẽ qua taxi dịch vụ rồi, nhưng mà chất xe của dòng này thì em cam kết cho quý vị và các bạn là máy móc cực chất luôn, rất là ok. Tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Đấy, màn hình DVD anh em nhé. Tất cả các phím cửa lên xuống rất là ok. Đấy, anh em nhìn thấy một chiếc xe mà có thể nói là trên 100 triệu một chút thôi, nhưng mà chất lượng của dòng xe này thì rất là quê. Em chạy thử rồi anh em nhé. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất là bình thường. Quý vị bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy ra để cho quý vị và các bạn cùng xem về cái chất máy của dòng này, được không ạ? Xem là chất máy của dòng xe này nó sẽ có cái những cái gì và máy lổ nó có êm hay không. Anh em thì đấy, cụm đèn pha của chiếc xe rất là sáng bóng này. Máy móc lổ rất là êm anh em nhé. Vâng, đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe này. Thì anh em nhìn thấy phần lắp cabo này rất là đẹp này. Cái thứ hai là máy móc của chiếc xe đây, anh em nhìn thấy đây. Lổ rất là êm, một chiếc Kia Morning. Quan trọng nhất là cái phần máy này. Đấy, và cam kết cho anh em là xe không bị đâm đụng, tai nạn và ngập nước, máy móc cực chất luôn. Rất là ok cho quý vị và các bạn. Anh em nhìn thấy máy móc lổ rất là êm anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy đèn pha của chiếc xe rất là sáng bóng này. Cam kết cho anh em là xe không có một cái gì gọi là va quẹt cả. Một chiếc xe máy móc rất là chất luôn. Đấy, thì vừa rồi em Tuấn Anh Hải Phòng giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn, tất cả anh em về một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2011 phiên bản số sàn động cơ 1.0. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá tiền là 155 triệu đồng. Quý vị và quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm đến mẫu xe này. Hãy quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh cho mình để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.